Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát triển bền vững chuyên đề bảo vệ và phát triển rừng số tháng 12 năm 2022. Chuyên đề do Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lào Cai phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa khô năm 2022-2023, thời tiết trên địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ diễn biến phức tạp, có những đợt nắng khô hanh, rét đậm, rét hại kéo dài, dẫn tới nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời điểm này các địa phương đang tích cực chủ động tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi sẽ tập trung phản ánh công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng ở một số địa phương trong tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm phòng ngừa là chính, các địa phương trong tỉnh đang tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng chống cháy rừng. Ở vùng cao Lào Cai, một bộ phận lớn người dân có cuộc sống gắn bó với rừng. Mùa khô hanh này, ngoài hoạt động canh tác nương rẫy, còn có những việc tác động tới rừng như chăn thả gia súc, lấy củi, khai thác lâm sản. Những hoạt động này là một trong những nguy cơ lớn dẫn đến cháy rừng. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhận thức của người dân về công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng đã có nhiều chuyển biến. Làm nương làm rẫy là mình không được đốt. Với lại thứ nhất, thứ hai, nếu mà có đốt thì cũng phải cào đường băng ra đốt từ sáng sớm hoặc là chập tối. Nếu mà nó có bị trường hợp có bị cháy thì cũng phải điện ngay các nơi. Thứ nhất, thứ hai là tất cả phải đi dập lửa. Nhưng mà đây cũng nhiều năm cái khu trên này cũng không tình trạng là không bị cháy. Đồi nhà em thì vén phải 3-4 mét ạ. Đốt thì vào buổi sáng sớm ạ. Đấy, để cho nó đỡ cháy lan sang đồi khác ạ. Hàng năm là em thuê người phát cỏ là cũng phải vén vòng quanh hết ạ. Để phòng để nhỡ đâu nó có xảy ra đồi bên cạnh nó cháy sang ạ. Với quyết tâm nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng chống cháy rừng, thời gian qua, Tổ Quản lý Bảo vệ rừng thôn Chu Cang Hồ, xã Tòng Sành, huyện Bát Sát luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, tuyên truyền cho bà con hiểu rõ lợi ích của rừng đến đời sống của con người và trách nhiệm của người dân trong bảo vệ rừng. Núi rừng trên này là toàn là núi rừng rất là dốc, trên đi xa một tí thì toàn là cái cây bầu, mùa khô nên là cũng có rất nhiều cây lá khô nên là tôi đi thường xuyên đi tuần tra bảo vệ rừng và đi tuyên truyền cho bà con ở trong thôn để nhắc nhở cho bà con đi rừng phải cẩn thận khi mang lửa hay đi làm hay đi rừng chăn trâu hay cái gì đấy. Hạt kiểm lâm đã triển khai cho cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn thì tổ chức họp dân tại các cái thôn bản của các xã, đồng thời là cũng phối hợp với ban dân vận của ban dân xã thì tổ chức tuyên truyền và các cái buổi họp tuyên vận của xã thì cứ mỗi một tháng thì tổ chức tuyên truyền một lần. Đồng thời thì nữa thì chỗ cán bộ kiểm lâm địa bàn cũng đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương đối với các cái hộ gia đình mà sản xuất nương rẫy thì có ký cái cam kết đốt nương an toàn vào cái mùa hanh khô. Ngành kiểm lâm đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong tổ chức tuyên truyền, phổ biến công tác phòng chống cháy rừng cũng như quy định bảo vệ rừng theo luật lâm nghiệp. Việc tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức, họp thôn bản, tổ dân phố, qua hệ thống truyền thanh và các phương tiện thông tin đại chúng, các lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, cùng với tăng cường công tác tuyên truyền, chính quyền các địa phương và đơn vị chủ rừng cũng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng với phương châm 4 tại chỗ. Với quyết tâm không để cháy rừng xảy ra, ngay những ngày trước mùa hanh khô, Tổ Bảo vệ rừng thôn Chu Cang Hồ, xã Tòng Sành, huyện Bát Sát đã dành nhiều thời gian tuần tra kiểm soát và phát dọn đường băng cản lửa ở những điểm tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao. Cụ thể tuần tra thì tôi đi theo nhóm thì bao gồm công cụ thì sẵn sàng để đi để phát đường băng để phòng cháy không cho cháy rừng. Và khi biết được hiện tượng cháy rừng thì chúng tôi thì sẽ điện cho bên
tổ bảo vệ nhóm và họ gọi điện cho lực lượng dân quân ở trong xã để sẵn sàng để cứu, hỗ trợ để dập lửa và ngăn ngừa không cho rừng bị cháy. Chính quyền xã và đơn vị chủ rừng cũng đã xây dựng kế hoạch phòng chống cháy rừng mùa khô và kiện toàn ban chỉ huy phòng chống cháy rừng, phân công lực lượng trực 24/24 giờ ở các trọng điểm cháy và chuẩn bị công cụ, phương tiện, nhiên liệu, nhân lực theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra cháy rừng. Xã đã thành lập ban chỉ đạo và kiện toàn tổ phòng chống bảo vệ rừng và phòng cháy cháy rừng tại 6 tổ trên địa bàn xã. Thứ nhất là kiểm tra chuẩn bị tất cả các dụng cụ khi mà xảy ra cháy thì tổ sẽ huy động, ban chỉ đạo sẽ huy động tất cả tổ để kiểm tra, để kịp thời để phòng cháy cháy và để cho các tổ thuận tiện thì ban xã cũng đã thành lập đường dây nóng để cung cấp cho các tổ khi mà có xảy ra thì sẽ huy động để đảm bảo kịp thời chữa cháy cho rừng xảy ra. Thời gian qua, các hạt kiểm lâm toàn tỉnh đã tham mưu kiện toàn và duy trì hoạt động của 178 ban chỉ đạo, thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững các cấp, gồm 4.460 thành viên. Ngành kiểm lâm hiện đang tập trung củng cố và duy trì hoạt động của các đội tổ xung kích bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng cấp xã, thôn, tổ chức thường trực 24/24 giờ trong những ngày thời tiết khô hanh kéo dài, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, nhằm chủ động trong ứng cứu chữa cháy rừng để hạn chế thấp nhất thiệt hại nếu có cháy rừng xảy ra. Tham mưu văn bản cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các chủ rừng tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung và tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các phương án kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên diện tích được giao. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Mường Khương, thị xã Sapa, tổ chức tốt công tác diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Thường trực theo dõi, tổng hợp việc phát hiện sớm các đám cháy qua hệ thống để phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên 7 địa bàn. Tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng các công cụ, phương tiện phòng chống cháy rừng. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ khi có cháy rừng xảy ra. Nâng cao năng lực chủ động phòng cháy chữa cháy rừng một cách đồng bộ, nhất là cấp cơ sở cũng đang được thực hiện hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh. Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban phường và kế hoạch của trên của Ủy ban dân phường Lào Cai và Kiểm lâm thành phố thì trên địa bàn tổ bảo vệ rừng đã chú trọng về những cái thảm thực bì này có nguy cơ cháy lớn như ở tổ 2 và tổ 4 và tổ 29 và tổ 30. Thì những cái điểm này thì tổ bảo vệ rừng thường xuyên đấy là quan tâm giao trách nhiệm cho từng đồng chí một kiểm tra thường xuyên, trừ các ngày mà đã đi tuần tra chung ra thì các lực lượng của tổ bảo vệ rừng đã thực hiện tốt về cái công tác phòng chống cháy rừng và tuyên truyền trong nhân dân, và các tổ xung kích của khu dân cư cũng được đẩy mạnh lên về công tác để giám sát và kiểm tra của khu dân cư về công tác phòng chống cháy rừng ở địa phương. Thì trong năm vừa qua thì chúng tôi cũng quan tâm chỉ kiện toàn lại các ban chỉ đạo phát triển bền vững rừng và thành lập các tổ đội tuần tra rừng thường xuyên tuần tra kiểm soát, đặc biệt là trong các ngày nóng, nắng nóng và các mùa hanh khô. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng quan tâm đến công tác tuyên truyền. Ngoài cái tuyên truyền bằng nhiều hình thức như qua các loa phát thanh của cụm loa phát thanh của khu dân cư thì chúng tôi cũng chú trọng đến quan tâm đến công tác tuyên truyền trực tiếp đến các hộ rừng, chủ rừng. Bên cạnh đó, để phát huy hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, các phương án tác chiến được xây dựng sát với thực tế đối với từng khu vực, nhất là các khu vực có nguy cơ cao, có thảm thực vật khô, khu vực giáp danh. Trên địa bàn huyện Bát Sát thì có cái diện tích mà có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao thì trên địa bàn năm 2021 là có diện tích khoảng trên 18.000 ha, trong đó nằm ở khoảng 12 xã trên địa bàn là có cái nguy cơ xảy ra cháy rừng, có khả năng xảy ra cháy rừng cao. Thì căn cứ từ vào cái xây dựng kế hoạch và xác định được cái vị trí mà nguy cơ xảy ra cháy rừng cao thì đặc biệt là vào những cái ngày thời tiết nắng nóng thì triển khai cái lực lượng ở các cái khu vực trọng điểm đó để có cái phương án
khi có cháy rừng xảy ra thì sẽ cứu chữa kịp thời. Chúng tôi thì cũng đã xây dựng cái quy chế phối hợp giữa quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa rừng vùng giáp ranh giữa thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa. Thì trong cái khu vực vùng giáp ranh ấy thì chúng tôi cũng thành phố Lào Cai cũng đã xây dựng cái phương án vùng xây dựng phương án đường băng trắng cả nửa vùng trọng điểm cháy rừng xã Tà Phời. Đấy là với chiều dài là 7,6 km, chiều rộng là 30 m. Thế để đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa rừng trong mùa hanh khô thì vào tháng 11 thì chúng tôi là cũng chỉ đạo là cho lực lượng là phát dọn cái đường băng đấy là đảm bảo cho không cháy lan. Và giữa thành phố Lào Cai với lại Sa Pa thì cũng xây dựng cái quy chế phối hợp đấy, thì theo cái cơ chế là phòng cháy chữa cháy rừng là chỉ huy là ứng cứu phản ứng nhanh. Thế thì địa phương nào, xã nào mà phát hiện ra cháy rừng ở nơi gần nhất thì chủ động chỉ huy lực lượng tham gia chữa cháy rừng đấy, theo phương châm bốn tại chỗ, đồng thời là báo cáo các lãnh đạo là ban chỉ huy phòng cháy rừng của Sa Pa và điện báo cho ban chỉ đạo là phòng cháy rừng của thành phố Lào Cai về lực lượng, về phương tiện, về vị trí cháy và cái tiên lượng cái khả năng là cái diễn biến của vụ cháy để tiếp tục là huy động lực lượng ứng cứu. Cái cơ động về chữa cháy rừng trong quy chế phối hợp là phản ứng nhanh thì cũng rất là hiệu quả. Song song với khẩn trương triển khai công tác phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, lực lượng chức năng đang tăng cường phối hợp với các xã có rừng, đẩy mạnh quản lý bảo vệ rừng, kiên quyết xử lý những trường hợp khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép, vi phạm luật quản lý và bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên rừng. Thưa quý vị và các bạn, để công tác quản lý bảo vệ rừng bền vững, những năm qua tỉnh ta đã triển khai nhiều chính sách, dự án quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt là tạo các mô hình sinh kế, nâng cao thu nhập cho cộng đồng, người dân có cuộc sống gắn bó với rừng, từ đó làm thay đổi nhận thức và hành động của người dân trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng. Những cây bản địa sống dưới tán rừng này nhiều đời qua được người Dao Đỏ sử dụng làm bài thuốc tắm, tăng cường sức khỏe cho những thành viên trong gia đình. Nhưng nay đã trở thành nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân trong cộng đồng người Dao Đỏ ở thôn Chu Cang Hồ, xã Tòng Sành, huyện Bát Sát. Một cái dự án là IUDET cũng đã triển khai về xã Tòng Sành. Ở đây là cũng đã làm được 3 tổ hợp tác để thu bảo vệ rừng với cả hái cái cây dược liệu cấp cho công ty Hùng Dũng. Bà con cũng đã được có một cái thu nhập mà ở trong từ rừng. Mình bảo vệ rừng thì nó có thu nhập tầm khoảng hơn 10 triệu một năm, thì nó cũng giúp đi rất là nhiều trong gia đình. Theo tổng hợp của Ủy ban Nhân dân xã Tòng Sành, hiện có gần 300 hộ thuộc 3 thôn đã được hưởng lợi từ mô hình này, với tổng thu gần 3 tỷ đồng trong năm 2022. Để bảo tồn, khai thác bền vững loại cây này, bên cạnh giữ rừng, người dân còn được học cách thu hái bền vững và phát triển loại cây này ngay tại vườn gia đình. Nhiều hộ gia đình còn mở dịch vụ gia tăng giá trị loại cây này, mang lại nguồn thu nhập cao hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Cây lâm sản ngoài gỗ từ dưới tán rừng tự nhiên thì đã cho một số các cái sản phẩm và bán tăng thêm cái thu nhập cho bà con và tạo cái điều kiện có cái thu nhập thì bà con sẽ không có những cái việc mà vào rừng để khai thác hoặc là phát rừng để làm nương nữa. Hiện trên địa bàn toàn tỉnh đã có hàng nghìn hộ dân tộc Mông Dao có nguồn thu nhập bền vững từ khai thác, bảo tồn các loại dược liệu dưới tán rừng, tập trung tại thị xã Sa Pa, huyện Bát Sát và thành phố Lào Cai. Bên cạnh việc triển khai các mô hình khai thác giá trị của các loại dược liệu, lâm sản ngoài gỗ, thời gian qua các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả nhiều dự án sinh kế, góp phần thiết thực nâng cao đời sống của người dân, bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Tới đây thời lượng dành cho chuyên đề đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.